Nhiều người bị nhiệt miệng rất là đau. Cái miệng của mình nhiều khi nó cảm giác rất khó chịu, muốn ăn mà không thể nào ăn được. Thì có hai huyệt thôi giúp giải quyết vấn đề rất là dễ dàng. Đấy là huyệt dịch môn ở khe giữa ngón đeo nhẫn và ngón út này, chỗ nếp trắng đỏ này. Chúng ta day vào đó từ 3 đến 5 phút, day cả hai tay. Và huyệt thứ hai là huyệt nội đình ở khe giữa ngón chân thứ hai và ngón chân thứ ba. Chúng ta cũng day vào đó từ 3 đến 5 phút. Day hai huyệt này, bạn sẽ cảm thấy nhiệt miệng của mình sẽ giảm bớt đi trông thấy. Bạn hãy làm ngay cách vừa đơn giản vừa hiệu quả này nhé, và hãy theo dõi kênh Tiến sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.